Nhóm Đinh Thập Tự kính chào quý ông bà và anh chị em. Xin mời cộng đoàn nhấn nút đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất đến từ chúng con nhé. Đây là một bằng chứng sống động. Em Phê Đô Sửu thuộc giáo xứ Thanh Xá, Bảo Lộc thuộc giáo phận Đà Lạt. Năm lên 14 tuổi, cha mẹ cho đi học. Tự nhiên một hôm, em cảm thấy hai chân bị đau nhức, tê tê, ngồi xuống đứng lên không được. Về nhà mách với cha mẹ nhưng không ai để ý, cho là em vật nhau chơi với mấy thằng bạn, sinh ra như vậy. Nhưng bệnh càng ngày càng trầm trọng, lúc bấy giờ cha mẹ mới để ý thì bệnh đã phát nặng rồi. Nhà nghèo, cha mẹ phải chạy thầy thuốc tốn kém mà bệnh không hết, em đành phải chịu tật kinh niên. Đi đâu em cũng phải ngồi bệt xuống, lấy hai tay tì xuống đất, chống mà đi như con cóc nhảy, thật tội nghiệp. Cha em cũng già yếu không làm gì được, chỉ chăm lo việc nhà thờ, đọc sách yên ủi kẻ liệt, đưa rước mình Thánh Chúa cho bệnh nhân. Một hôm, ông đi giúp một người bệnh, nhà giàu, ông này tặng cho ba em một tượng Đức Mẹ hồn xác lên trời. Ông đem tượng về nhà, bảo Sửu sửa soạn bàn thờ, trưng bày hoa nến, rồi bảo con từ nay mỗi ngày phải đến bàn thờ đọc kinh lần chuỗi mân côi, khấn cho được khỏi què quặt, đi đứng với người ta. Sửu nghe lời cha dặn và cứ ngày ba buổi, sáng, trưa, tối đến trước bàn thờ Đức Mẹ đọc kinh lần chuỗi mân côi rất sốt sắng. Mỗi lần Sửu đi đâu là vất vả lắm, hai tay tì xuống đất và nhảy như con cóc, ai thấy cũng tội nghiệp, bọn trẻ thì cười chọc. Một hôm đi lễ, vì nhà thờ quá xa, anh không thể nào nhảy như vậy được. Mẹ anh phải cõng, nhưng bà già yếu, dọc đường phải bỏ lại. Anh cố gắng nhảy đến nhà thờ. Lên rước lễ, anh cũng phải nhảy, làm cho cả nhà thờ chia trí. Có người bảo mẹ anh, cháu bệnh thì bà bắt cháu đi nhà thờ làm gì? Từ đấy, Sửu cứ ở nhà đọc kinh và khấn xin Đức Mẹ cứu anh được khỏe lại, đi làm giúp đỡ gia đình. Anh sốt sắng lần chuỗi mân côi và hoàn toàn tin tưởng vào quyền phép Đức Mẹ mân côi. Một hôm có lễ trọng, anh phải cố gắng đi xem lễ và rước lễ. Anh cũng nhảy đến nhà thờ, nhưng lần này anh lại đến trú ngụ tại nhà một người quen. Chờ khi cha tra làm lễ thì anh mới nhảy đến tựa một góc cột. Khi lên rước lễ, anh cố gắng nhảy lên và rước mình Thánh Chúa hết sức sốt sắng. Lúc anh đang tựa vào cột để cảm ơn Chúa, thì anh cảm thấy tự nhiên hai chân bớt đau nhức. Anh duỗi chân ra rồi cố gắng đứng lên được. Mừng quá, anh tự nghĩ chắc Đức Mẹ cứu mình. Rồi anh đứng thẳng như người không có bệnh tật gì. Để cho ai nấy khỏi bỡ ngỡ, anh lại cũng nhảy ra nhà trọ và không nói gì cho ai hay cả, kẻo ồn ào. Anh có ý để sự vui mừng này cho cha mẹ anh trước, rồi mới tuyên bố cho mọi người biết Đức Mẹ đã làm phép lạ cứu anh. Từ ngày Sửu bị tật què chân cho đến khi được Đức Mẹ cứu khỏi bệnh là đúng 26 năm, Sửu đã lập gia đình và sống đạo thánh thiện, hoạt động tông đồ trong giáo xứ rất là tốt đẹp. Để cảm tạ Đức Mẹ, anh đã đăng tin phép lạ đặc biệt này trên các báo chí công giáo và thông báo cho mọi người biết. Hãy hoàn toàn tin tưởng vào chuỗi hạt mân côi mỗi khi gặp sự khó khăn hay bệnh tật nan y. Phép lạ đặc biệt này là một chứng nhân sống rõ ràng. Hiện nay, anh Sửu còn đang sống ở Việt Nam. Qua chuỗi hạt mân côi, Đức Mẹ đã cứu không biết bao nhiêu là bệnh nan y, nhưng phải có đức tin vững bền, chứ không phải chỉ mới lần hạt một hai lần rồi ngã lòng. Đi bác sĩ, đi nhà thương cứ đi, nhưng cứ phải tin tưởng vào quyền năng Đức Mẹ và cứ tiếp tục lần chuỗi mân côi. Vâng, việc Chúa làm quả thật lớn lao, ta chỉ biết tạ ơn Chúa về những hồng ân Ngài ban. Nguyện Chúa tuôn đổ muôn phúc lộc trên quý ông bà và anh chị em. Amen. Đinh Thập Tự cảm ơn quý ông bà và anh chị em đã đón xem. Xin Chúa chúc lành cho tất cả mọi người. Và đừng quên đăng ký kênh để theo dõi những video mới đến từ chúng con.